Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thế Giới Đồ Câu. Sản phẩm hôm nay cửa hàng muốn giới thiệu đến tất cả mọi người đó chính là một cái dòng cần rất tiện lợi, dòng cần 4 khúc của hãng Ben Rampass, thích hợp cho mang những chuyến đi du lịch và đi trên máy bay luôn. Thì cái cần 4 khúc này nó xếp gọn lại chỉ còn nhiêu đây ha, mọi người thấy tháo ra chỉ còn có nhiêu đây thôi. Bây giờ hôm nay mình sẽ review. Thứ nhất là cái cần này nó được đựng trong một cái hộp mà từ đây là mình lấy ra rồi ha, rất là chắc chắn. Ben Rampass. Rồi ở đây là chúng ta sẽ có 4 khúc, 2 3 4. Đây là cái khúc đầu tiên ha, đây 2 rồi. Đây là có cái của hãng Ben, và đây Ben á, cái dòng cần này thì người ta Ben này là người ta là thương hiệu của Mỹ, nhưng mà cái dòng này thì người ta bán ở bên châu Âu rất là nhiều. Rồi bây giờ sẽ cho mọi người xem. Thứ nhất là về cái chất liệu của cần này, đó chính là chất liệu carbon với cái thông số ở đây. Mọi người có thể thấy ở đây đó chính là, thứ nhất là độ dài của cần thì là 4 khúc thì là dài là 2,23 m. Độ tải thì là 30-50 lb, tức là tải cá đến tận 25 kg lận, rất lớn. Dòng cần này thì sẽ rất là thích hợp cho những cái chuyến đi câu biển, câu trên bè, thuyền, hoặc là những cái địa hình mà nó có nhiều cái chướng ngại vật ấy. Chúng ta cần những cái cần mà có khả năng độ chịu tải rất là lớn ha. Về thông số đó nữa chính là cái khoen của cái cần này. Thì ở đây khoen của cần là được làm bởi khoen là khoen Fuji Sing, rất là chắc chắn ha. Rồi, về cần này thì là đọt của cần đó chính là 3.4 mm, và tải mồi là tới 300 g. Thì mọi người có thể thấy rằng một cái cần rất là tiện lợi, 4 khúc dành cho mang đi trên cái chuyến đi du lịch, đi câu biển hoặc là đi những cái nơi mà chúng ta muốn câu những con cá lớn đó, thì cái cần Ben Rampass này là một cái cần rất là phù hợp. Và ở đây chúng ta có thể thấy được thêm rằng là về cái thiết kế của nó thì ở đây là có cái chỗ gần cái bát cần đây thì nó có là bằng là bút xốp rất là êm, tức là độ chịu tải thì cứng nhưng mà cầm cần thì rất là nhẹ, tại cái cần này nó chỉ có 350 g thôi, chất liệu hoàn toàn bằng carbon, rất là nhẹ ha. Mình cảm giác ở đây là cầm cực kỳ nhẹ luôn đó. Thì mọi người đây, bây giờ sẽ lắp vào cho mọi người cùng xem ha. Đó, điểm mạnh của cần này đó chính là độ tải cá gọn nhẹ khi mang đi, như là một cái thiết kế về cái màu sắc cũng rất là khá là sang trọng. Đó, bây giờ các bạn quan tâm về sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở bên dưới video, như nếu ai có quan tâm thắc mắc thì sẽ bình luận. Và sản phẩm này thì được phân phối tại cửa hàng đồ câu Fishmart, và sản phẩm này chúng tôi có bán và giao hàng toàn quốc luôn, ship bán hàng online, giao hàng trên toàn quốc luôn ha. Nếu mà những bạn ở xa có nhu cầu sở hữu sản phẩm này thì hãy liên hệ với shop, và shop sẽ gửi hàng đến tận nhà, giao kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong những cái series về những sản phẩm tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả các bạn.